Rồi, xin chào các cô bác anh chị đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay nhân một buổi đi trên rừng, tôi thấy có một con này nhìn rất là lạ này, nhưng mà tôi chả biết là con gì, thì cũng quay lên đây mong muốn cho các cô các bác anh chị biết con này là con gì thì chỉ giao cho tôi để tôi mở rộng cái tầm mắt. Rất to nhé, này gần bằng ngón tay tôi. Nếu mà tôi nó tôi thì tôi nhìn giống một cuốn chiếu, nhưng mà không biết đây có phải không. Kinh lắm. Đây. Để tôi đặt ngó nó lên nhé. Đó. Rất là nhiều chân luôn. Nếu mà các bạn ở dưới xuôi với con cuốn chiếu thì nhìn rất là giống. Nhưng mà đây là cuốn chiếu bự này. Tôi chả biết đây là con gì luôn. Nhé. Chân của nó này. Chưa xoay được mình, con này béo quá nhỉ. Béo quá không xoay được. Nếu các bác anh chị nào biết thì hãy vui lòng comment để tôi còn biết là con này là con gì nhé. Thực ra thì tôi nhìn thì rất là lạ. Thôi, không bắt nó, chỉ để nó tự đi thôi. Đây, tôi đang ở trong một khu rừng sinh thái. Quay trở lại với em động vật này nào. Nếu cô bác anh chị nào biết thì hãy comment giúp tôi nhé. Để tôi lần sau tôi gặp, nếu mà con này có ích lợi gì tôi sẽ bắt về, chắc là có thể ngâm được rượu đấy. Rồi, xin chào các bác nhé. Để cho em ấy chào các bác nha.